chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh phong thủy gia cát thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn chọn ra những ngày tốt nhất để chúng ta tiến hành công việc động thổ, động thổ thi công, xây nhà trong cái tháng 2 âm lịch chọn ra ngày nào tốt nhất Đó. thì để lựa chọn ra được ngày tốt để tiến hành công việc động thổ trong cái tháng 2 âm lịch ấy, thì chúng ta sẽ dựa vào cái ngày tốt tuần thư để chọn ra những cái ngày tốt đẹp nhất để tiến hành thì quý vị có thể tham khảo thêm cái quyển sách ngày tốt tuần thư để tự chọn cho mình những ngày tốt và gì và những cái giờ tốt giờ tốt để các bạn tiến hành công việc cho được gì thuận lợi và và may mắn đó. thì để lựa chọn ra được một ngày tốt để tiến hành công việc mà động thổ xây nhà ấy thì chúng ta sẽ dựa vào vào 36 tiêu chí này và 36 tiêu chí để chọn ra được một ngày tốt để động thổ vậy nên những ngày tốt này thì các bạn hoàn toàn yên tâm để sử dụng đó. bây giờ chúng ta bắt đầu vào tìm ra những ngày tốt trong tháng 2 âm lịch để chúng ta tiến hành công việc là động thổ thi công động thổ xây nhà đó thì thưa quý vị đầu tiên để lựa chọn ra ngày tốt thì chúng ta cũng cần phải loại bỏ những ngày xấu cần tránh cần loại bỏ những ngày xấu cần tránh thì khi đó cái ngày mà chúng ta chọn được nó mới được tốt đẹp chọn vẹn được đó. và những ngày xấu cần tránh trong cái tháng 2 âm lịch để tiến hành động thổ thì chúng ta có những ngày kiên kỵ sau đầu tiên là chúng ta xét về cái lịch tháng 2 tháng 2 nó khởi từ ngày 22 tháng 3 dương lịch đến ngày 19 tháng 4 dương lịch ngày mùng 1 nó là ngày kỷ mão và tháng 2 nó là tháng ất mão là tháng 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 nhuận thiếu ấy tháng nhuận thiếu chỉ có 29 ngày 29 ngày nhé và ngày xấu đầu tiên chúng ta cần loại bỏ đó là ngày gì đó là ngày sát chủ ngày sát chủ trong cái tháng 2 âm lịch thì nó sẽ là những ngày tí và ngày xíu thì ngày tí chúng ta có ngày mùng 10 là ngày mậu tí này ngày 22 là ngày canh tí chúng ta bỏ này tiếp theo là ngày xửu chúng ta có ngày 11 là ngày kỷ xíu và ngày 23 là ngày tân xíu thì chúng ta cũng sẽ không dùng đó đó là hai ngày sát chủ đầu tiên tiếp theo ngày xấu thứ hai chúng ta cần loại bỏ đó là ngày sát chủ mùa ngày sát chủ mùa trong cái tháng hai âm lịch thì nó sẽ là những ngày thân đấy vậy chi là ngày thân sẽ có ngày mùng 6 là ngày giáp thân này và ngày 18 là ngày bính thân thì hai ngày này chúng ta cũng sẽ không dùng tiếp đến là chúng ta xét đến ngày thiên địa chuyển sát thiên địa chuyển sát trong tháng 2 âm lịch nó là ngày tân mão và ngày ất mão tân mão và ất mão tân mão là ngày 13 còn ất mão thì trong tháng trong tháng 2 âm lịch không có ngày số nữa mà chúng ta cần lại bỏ ngày số thứ tư chúng ta cần lại bỏ đó là ngày thụ tử ngày thụ tử trong tháng tư âm lịch đó là những ngày thìn thì sẽ có 3 ngày mùng 2 là ngày canh thìn 14 là ngày nhâm thìn và ngày 26 là ngày giáp thìn thì ba ngày này chúng ta cũng sẽ không dùng Tiếp theo, cái ngày số tiếp theo chúng ta cần tránh, ngày số thứ năm chúng ta cần tránh. Đó là ngày dương công kỵ. Ngày dương công kỵ thì nó rơi vào ngày 11, nó trùng với ngày trùng ngày sát chủ. Đó. Tiếp theo, chúng ta ngày thứ sáu chúng ta cần loại bỏ đó là ngày tam lương. Ngày tam lương thì năm nào cũng vậy, tháng nào cũng vậy, nó là một ngày chủ về cái sự bại vong, chủ về sự hung họa. Vậy nên là chúng ta cũng cần phải loại bỏ. Ngày tam lương bao gồm những ngày sau, ngày mùng 3 là ngày tân tân tỵ. Ngày mùng 7 thì nó sẽ là ngày ất dậu. Ngày 13 thì nó sẽ là ngày tân mão, chúng ta đã loại bỏ rồi. Ngày 18 thì nó sẽ là ngày ngày bính thân. Ngày 22 thì nó rơi vào ngày canh tí và cuối cùng là ngày 27 nó là ngày ất tỵ. Đó là những ngày tam lương cần tránh. Tiếp theo chúng ta cần tránh một ngày nữa đó là ngày ngày nguyệt kỵ. Nguyệt kỵ sẽ có 3 ngày là mùng 5, 14 và 23. Đấy. Ngày mùng 5 thì nó sẽ rơi vào ngày quý mùi. Ngày 14 thì nó sẽ rơi vào ngày nhâm, nhâm thìn. Và cuối cùng là ngày 23 thì nó rơi vào ngày tân sửu. Đó, đó là những ngày cần tránh. Tiếp theo một cái ngày nữa mà chúng ta cần phải loại bỏ đó là ngày gì? Ngày nguyệt kiến. Ngày nguyệt kiến là tháng này là tháng tháng 2 là tháng Mão thì kiến tại Mão thì chúng ta không dùng ngày Mão. Và cái ngày nữa một ngày là gì? Thì tháng 2 ấy là tháng Mão vị chi là Mão dậu ở tương xung, vị chi những ngày ngày dậu sẽ là những ngày nguyệt phá thì sẽ bao gồm có 2 ngày, mùng 7 là dậu và ngày 19 là đinh dậu thì chúng ta cũng sẽ không dùng. Tiếp đến ngày xấu thứ 10 chúng ta cần loại bỏ đó là ngày thổ phù ngày thổ phù hay là ngày ngày, ngày thổ vương dụng sự ấy, thì nó chính là ngày thổ phù thì chúng ta cần lại bỏ đó là ngày mão thì chúng ta cũng sẽ không dùng tiếp theo ngày thứ 11 chúng ta cần lại bỏ đó là ngày trực bình ngày trực bình là những ngày ngọ thì chúng ta cũng cần phải xem xét thật kỹ tôi sẽ dấu hỏi vào đây nhé xem xét thật kỹ nếu mà có nhiều cutting tinh thì chúng ta vẫn có thể dùng được tiếp đến là những ngày trực thu ngày trực thu là ngày tí thì phạm sát chủ rồi chúng ta không dùng được ngày thứ 13 chúng ta cần loại bỏ đó là ngày trực bế ngày trực bế nó là ngày dần thì các bạn cũng cần xem xét Tiếp đến là ngày kiếp sát thì nó sẽ là ngày thân, ngày tai sát nó sẽ là ngày dậu và ngày nguyệt sát nó sẽ là ngày ngày tuất đúng không ạ? Tức là khi mà đậu thổ ấy, chúng ta tránh cái phương vị tam sát ra thì tam sát trong cái tháng 2 âm lịch nhuận này nó sẽ rơi vào ngày thân dậu tuất đúng không ạ? Thân thì nó sẽ rơi vào gì? Kiếp sát. Ngày dậu sẽ là tai sát. Và ngày tuất thì nó sẽ là nguyệt sát. Nguyệt sát đó. Thì ba ngày này chúng ta cũng sẽ không dùng, hạn chế không dùng vì nó cũng không không được tốt. Tiếp theo mà chúng ta cần loại bỏ một ngày nữa đó là ngày thứ 17 là ngày nguyệt hình. Ngày nguyệt hình thì tháng tháng mão mão và tí hình nhau, vị chi là những ngày tí chúng ta cũng sẽ không dùng. Đó, hơn nữa ngày tí lại phạm vào ngày sát chủ rồi thì cũng không nên dùng, dùng nó cũng sẽ không được tốt. Tiếp theo đến ngày thứ 18 cần loại bỏ đó là ngày nguyệt yếm. Ngày nguyệt yếm nó sẽ là những ngày dậu thì nó trùng với ngày nguyệt phá rồi. Đấy, nó là ngày nguyệt yếm này. Đó, thì chúng ta cũng sẽ không dùng. Một ngày xấu nữa mà chúng ta cần loại bỏ là ngày số thứ 19, đó là ngày thiên sứ. Ngày thiên sứ này là ngày tí trùng với ngày sát chủ. Như vậy là gì? Trong tháng 2 ngày tí này này có rất nhiều cái ngày xấu, rất nhiều cái sao xấu, xấu đó đến thì các bạn dùng phải hết sức thận trọng. Ngày thứ 20 cần tránh đó là ngày đại thời. Ngày đại thời trong tháng này nó là ngày tuất đúng không ạ? Nó là đại thời. Đại thời thì vừa là phạm ngày nguyệt sát lại vừa phạm đại thời thì ngày tuất này chúng ta cũng cần phải xem xét lại và không nên dùng. Tiếp đến ngày số thứ 21 là ngày tứ phế ngày tứ phế trong tháng hai lịch nó là ngày giáp tuất thì trong tháng này không có ngày giáp tuất. Và ngày xấu thứ 23 là ngày thổ phú. Ngày thổ phú nó là ngày nó là ngày tị. Nó là ngày tị thì tất cả những ngày tị chúng ta không dùng. Đó. Như vậy các bạn thấy đấy, sau khi loại bỏ những cái 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 sao xấu này ra ấy, thì chúng ta đã loại bỏ gần hết những ngày xấu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm ra những ngày tốt đúng không ạ? Bằng cách là sử dụng cái tài liệu là ngày tốt tuần thư để tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc là động thổ thi công cho được thuận lợi và may mắn. thì cái, cái 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 tiêu chí cái, cái tiêu chí lựa chọn ra ngày động thổ thi công ấy thì nó ở trang 176 nhá các bạn nhé ở trang 176 thì các bạn hãy xem trang 176 để tìm ra ngày động thổ thi công đó. bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xét sau những cái cutting để tìm ra những cái sao tốt nhất để tiến hành công việc động thổ cho được may mắn và hay không thì đầu tiên cái sao tốt đầu tiên để chọn cho ngày động thổ ấy đó là gì nó sao thiên nguyện thì trong cái tháng trong cái tháng hai lịch thì sao thiên nguyện nó sẽ là ngày canh tuất ngày canh tuất thì sẽ không có trong tháng thì không có Tiếp đến là gì? Ngày thiên đức, thiên đức thì nó là ngày thân như thân lại phạm kiếp sát thì chúng ta cũng sẽ không dùng được. Tiếp theo là gì? Ngày thiên đức hợp thì nó là ngày ngày tỵ. Tị. Ngày tị thì trong tháng này thì cũng bị phạm rất nhiều như là ngày thổ phú này. Nó phạm là ngày thổ phú rồi, đâm ra các bạn cũng phải cần phải kiên kỵ. Tiếp theo là ngày nguyệt đức là ngày giáp. Thì ngày giáp chúng ta có này, ngày mùng 6 là ngày giáp thân này. Đó, ngày 16 là ngày giáp ngọ và ngày 26 là ngày ngày giáp thìn thì ngày mùng mùng sáu giáp thân thì phạm vào kiếp sát nhưng mà cái ngày thân này này nó vừa có thiên đức đúng không? nó vừa có thiên đức lại vừa có thì vừa có nguyệt đức vậy nên ngày mùng sáu giáp thân mùng sáu là giáp thân chúng ta dùng được nhé giáp thân là ngày tốt đầu tiên thứ hai là ngày 16 là ngày giáp ngọ ngày ngọ thì mặc dù nó bị phạm vào ngày trực bình nhưng mà gì nó lại có gì nó lại có 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 thiên đức à, có nguyệt đức có nguyệt đức thì chúng ta dùng được đó tiếp theo chúng ta xét đến cái sao nguyệt đức này Sao đến nguyệt đức hợp nguyệt đức hợp là những ngày kỷ thì ngày kỷ chúng ta xét này có những ngày sau này chúng ta ngày 11 là ngày kỷ xíu này mùng 1 là kỷ mão không dùng được này và ngày 21 là ngày kỷ hợi như vậy chúng ta có thêm ngày 21 là ngày kỷ hợi được gì có thiên đức hợp à có nguyệt đức hợp thì chúng ta dùng được nhé tiếp đến là ngày thiên xá ngày thiên xá trong cái tháng 2 nó là ngày mậu dần thì ngày dần đây không có này ngày nguyệt ân thì nó sẽ là ngày đinh ngày nguyệt ân sẽ là ngày đinh chúng ta xét cho có những ngày đinh nào không thì ngày đinh trong cái tháng 2 âm lịch thì nó sẽ có là ngày 29 là ngày đinh mùi này ngày 29 là ngày đinh mùi ngày 19 là ngày đinh dậu và ngày mùng 9 là ngày đinh hợi đúng không ạ như vậy là chúng ta sẽ có ngày 29 này là ngày đinh đinh mùi cũng hoàn toàn tốt để động thổ ngày 19 đinh dậu thì nó phạm nguyệt phá tam dùng như vậy còn ngày thêm một ngày mùng 9 là đinh hợi đinh hợi thì có thể dùng được hơn nữa ngày hợi trong cái tháng tháng 2 cũng khá là tốt được tam hợp Đấy, rất là tốt tiếp đến là chúng ta chọn đến ngày tứ tướng ngày tứ tướng nó sẽ là ngày bính và ngày đinh thì ngày đinh chúng ta vừa chọn rồi bây giờ chúng ta xét ngày bính ngày bính chúng ta ngày mùng 8 bính tuất này ngày 18 là ngày bính bính thân và ngày 28 là ngày bính bính ngọ đúng không như vậy các bạn có thể chọn thêm ngày 28 nữa là bính ngọ để động thổ trong tháng 2 được thuận lợi và may mắn Tiếp đến chúng ta chọn ngày Thời Đức là ngày Ngọ à, Thì ngày Ngọ này này Ngày 28 lại vừa có Thời Đức lại vừa có gì? Vừa có Thời Đức lại vừa có Nguyệt Ân À lại vừa có Tứ tư Tướng Thời Đức và Tứ tư Tướng Vậy nên là nó cũng rất là tốt Hai sao này là hai sao tốt cho vận động thổ xây nhà Nên các bạn hoàn toàn yên tâm khi mà lựa chọn Đó. Tiếp theo là chúng ta chọn đến ngày Tam Hợp Tam Hợp thì có Hợi và Mùi Như vậy là gì? Ngày Mùi chúng ta còn ngày 17 Là ngày Ất Mùi ất mùi đó là ngày 17 mà chúng ta có thể chọn được để tiến hành công việc động thổ ngày hợi thì ngày hợi chúng ta chọn rồi ngày hợi có ngày mùng 9 và ngày 21 thì cả hai ngày này chúng ta cũng đã chọn rồi đó và cuối cùng là gì ngày trừ khai nữa là ngày xỉu thì ngày xỉu có hai ngày ngày 11 thì phạm vào ngày dương công kỵ dương công kỵ là kỵ động thổ xây nhà rồi còn ngày 23 thì nó là ngày gì ngày nguyệt kỵ nói chung hai ngày này cũng xấu thì chúng ta không dùng được đó như vậy là gì trong cái tháng như vậy là trong cái tháng 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 hai âm lịch tháng nhuận này này thì chúng ta có 7 ngày tốt có 7 ngày tốt để tiến hành công việc động thổ xây nhà đó là những ngày sau ngày mùng 6 là ngày giáp thân ngày 16 là ngày giáp ngọ ngày 21 là ngày kỷ hợi ngày 29 là ngày đinh mùi ngày mùng 9 là ngày đinh hợi ngày 28 là ngày bính ngọ và ngày 17 là ngày ất mùi đó là 7 cái ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc động thổ xây nhà trong cái tháng tháng 2 âm lịch đó thì trong quá trình xây nhà ấy, thì các bạn cũng nên là chọn được những ngày tốt và giờ tốt để chọn được cái giờ tốt để tiến hành động thổ xây nhà ấy, thì các bạn nên sử dụng quyển sách ngày tốt toàn thư và lật cái trang 115 ra để chọn ra được những cái giờ tốt nhất để, để, tiến hành công việc cho được thuận lợi và may mắn đó à, như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc động thổ thi công xây nhà trong tháng 2 âm lịch là tháng nhuận đúng không ạ mọi thông tin chi tiết các bạn muốn thắc mắc cũng như là muốn giải đáp thì các bạn đã có thể liên hệ trực tiếp với số hotline là 0989 349119 1, 1, để được rõ hơn về cái vấn đề này. Đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. À, xin cảm ơn.